Vâng, thế lên bộ này là trải nghiệm hoàn toàn khác luôn phải không ạ? Nói chung là cũng hát như ca sĩ rồi. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Vậy là cháu cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ nâng cấp cho chú vô dàn. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa những mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chắp cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình yêu như chiếc lá rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Nào chẳng đau lòng. Đây em biết anh thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh hiu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hên trên nâng cấp xong bộ dàn cho anh trai. Đây, anh chị chủ đầu tư bộ dàn. Ở đây, cảm ơn anh Cái nhá. Cảm ơn đây, anh. Theo dõi Zika qua rất nhiều phiên live cũng đã quyết định nâng cấp bộ dàn. Trước tiên là cái nâng cấp con đẩy và mic và sub. Đấy, sau thời gian sau thì có nâng cấp loa thì lại gọi chúng em lên. Đây là bác trai. Cháu cảm ơn bác nhá. Bác vừa hát vừa rồi thì bác chia sẻ cho cháu là cái chất lượng âm thanh nó có nâng cấp lên nhiều không so với bộ dàn cũ ạ? Nói chung là bộ này hát thì nó dễ hát hơn. Thứ nhất là cái bộ cũ của tôi thì nó là đời cổ rồi. Vâng. Hát thì nó cũng mất sức hơn ở một nha, nữa là nó nó bị rú rú vâng. Mít. Cái này thì nó ổn. Vâng, thế lên bộ này là trải nghiệm hoàn toàn khác luôn phải không ạ? Nói chung là cũng hát nó như ca sĩ rồi. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Vậy là cháu cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ nâng cấp cho chú vô dàn. Khi nào mà chú nâng cấp lên loa thì chú gọi chúng cháu. Tôi theo dõi cái bộ loa, rằng nếu mà loa tôi mà cảm thấy nó chưa hợp với cái bộ này thì có thể tôi sẽ nâng cấp loa đây. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhá, cháu xin phép đây. Nhà mình làm ngành gì nữa đấy? Nhà mình sản xuất nấu cỗ. À, làm cỗ à? Cỗ cưới. À, vâng, làm cưới sinh nhật với nhà hàng luôn. Vâng, thế ấy quá nhỉ. À, thôi, cháu cảm ơn chú, cháu quay lại một lần. Đây, hôm nay thì nâng cấp cho chú một đẩy X28, một bộ mic M9 cộng và một loa sub S1800 để đánh với hai đôi loa cũ của chú trước.